Thì lúc đó ảnh nói tia là tia con đúng không? Dạ, ảnh nói là ảnh tia con. Mà nhậu cũng rất là được, tiếp cả cái đội đồng bằng sông Cửu Long luôn mà. Tắt đèn tối và nó tắt âm thanh luôn. Ừ. Nghe tiếng ngái của ông cô, Trước khi quen con á là ông này giống như là hả người yêu ở 6-3 tỉnh thành đó cô. Xin chào hai em, chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ ông, đầu tiên thì con xin giới thiệu chào cô Hà Vân, chào chú Quốc Thượng và chào quý vị khán giả của chương trình. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Lê Vân. Con sinh năm 1991, hiện tại thì con đang là một nhà sáng tạo ở trên nền tảng YouTube. Rồi, mời con. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận và xin chào cô Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Con là Nguyễn Hữu Ái, sinh năm 1992 và thua vợ con 1 tuổi. Lái máy bay ạ. Dạ vâng. Lái máy bay. Hiện tại con đang là phóng viên của kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vậy hả? Hai đứa coi như là cũng hỗ trợ qua nhau về ngành nghề đúng dạ, không? Dạ, 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 đúng rồi, chính xác. Nhưng mà chắc có lẽ là hai đứa chắc cũng gặp nhau đoán đi nè. Ừ. Trong một lần coi như là anh này anh đang làm chương trình căng thẳng quá, ảnh mới ra ảnh cầm một cái điện thoại, ảnh mở vô một cái trang YouTube coi Vợ Chồng Son hay coi bạn muốn hẹn hò gì đó, xong cái anh nhìn thấy coi như là giới thiệu đề xuất một video clip của con bé nào đẹp quá, con bé Vân Vân, thế là anh follow và follow sau đó thì ảnh cua con bé này luôn, đúng không? Dạ không đúng lắm đó. Con kể đi, lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào? Dạ, thật ra thì tụi con gặp nhau ở truyền hình Quốc hội. Ngày xưa con làm biên tập viên. Thì là đồng nghiệp đúng không? Dạ, đầu tiên là đồng nghiệp. Hồi xưa cái mô hình của truyền hình Quốc hội là phóng viên của các tỉnh thành. Thì con phụ trách thành phố Hồ Chí Minh. Còn chồng con phụ trách tỉnh An Giang. Dạ, nhưng mà có một ngày là tất cả những cái xe ô tô của truyền hình Quốc hội sẽ phải lên thành phố Hồ Chí Minh để gắn GPS. Dạ, định vị xe đó. Thì chồng con đem xe lên. Thì lúc đó là anh em báo chí, anh em trong truyền hình gặp nhau. Kiểu như là mình phóng viên rồi mình nói chuyện qua lại thôi. Thì lúc đó ảnh nói tia là tia con đúng không? Dạ, ảnh nói là ảnh tia con. Nhưng mà lúc đó anh tự nói luôn hả? Nói em ơi anh sau tia em. Sau này ảnh mới à. Kể vậy á. Chứ lúc đó con có người yêu rồi, con có quan tâm tới ảnh. Dạ. Ái ơi, nhưng mà ở trong đài truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái, tại sao con lại tia cô này chứ? Trước khi lên Sài Gòn á là bọn em ở dưới tỉnh á và mấy anh ấy thì bảo là ở Sài Gòn có một cô MC xinh lắm, cũng kiêu kỳ cũng khó gầm lắm, nên là em thử lên em tán thử xem có đổ hay không. Đó là một lời thách thức và cũng là vừa đùa nhau á. Thì sau khi lên thì em gặp Vân thì Vân cũng tiếp đón như mọi người khác thôi. Vân rất là nhiệt tình, sôi nổi, mà nhậu cũng rất là được. Tiếp cả cái đội đồng bằng sông Cửu Long luôn mà anh. Lần đầu tiên Vân gặp mà bạn Ái thì cái cảm giác của Vân như thế nào? Thật ra là con thấy chồng con á là hơi lai lai, kiểu cũng hơi lai lai Ấn Độ, nhưng mà ảnh không phải gu con, tại ảnh hơi lùng. Anh hơi lùng so với con. Nhưng có nghĩa là cũng không có, có nghĩa là chỉ nhìn thoáng qua thôi chứ không có để ý gì cả. Dạ đúng vậy rồi. Vậy thì chắc có lẽ là bên này sẽ là tìm cách để kèo dưới tấn công cô này. Bên đây là kèo dưới nè. Đó. Là đổ trước nè, đúng không? Dạ, không, thực ra lúc đấy con cũng đang có người yêu. Tức ghê ông cô. Mà chủ yếu là tại vì bị lời thách thức kia, với lại là nhìn gặp cũng thấy xinh quá nên xinh là cũng mà cố thử là xem thế nào. Sau lần đó thì con xin Facebook rồi xin số điện thoại là cũng như là đồng nghiệp bình thường. Sau đó thì hình như là cãi nhau với người yêu nên là người ta tút trên Facebook là tâm trạng buồn. Thế là con chạy vào con hỏi han cơ hội của mình đến rồi, đây là con tấn công ngay lúc đấy. Đến khi nào thì ảnh mới tỏ tình? Sau đó có một cái chị đồng nghiệp làm cùng với vợ con thì chị tạo điều kiện là chị đặt một cái vé là xem kịch. Cho hai chị em đi. Nhưng mà chị ấy lại âm thầm chị ấy gọi cho con bảo là em đi lên đi chơi với Vân đi. Để con kể khúc đó cho cô là tại vì hả, thật ra là gì nè, không có đơn giản là chị đó đặt đâu, mà tại chị ổng làm cho con giận. Xong rồi cái ổng lên Sài Gòn nhưng mà ổng nói dối con là ổng đang ở An Giang. Cái con nói chắc chắn là ổng nói xạo tôi rồi, ổng đang ở đâu, ổng không nói là không nói. Là con rất là giận luôn. Cái tối đó con quyết định là con đi coi kịch. Thì con tới là con đã thấy ổng là cầm một bó hoa hồng, 11 bông. Trước khi mà vở kịch bắt đầu á thì ông mới nói là làm bạn gái anh nha, ông tỏ tình con. Xong cái kiểu con cũng kiểu như thấy bất ngờ á, kiểu mình rất là bất ngờ, mình cũng hơi xúc động cái đoạn đó. Cái con im cho ông nắm tay, con cũng gật đầu nhẹ thôi, cũng khoái nhưng mà mình chưa có nói đồng ý. Sau đó nha cô, ý là con đang hạnh phúc, kịch nó bắt đầu rồi thì kịch nó sẽ có những cái đoạn á cô Vân, là chú Thuận nó hay kiểu như chuyển cảnh thì nó sẽ tắt đèn tối và nó tắt âm thanh luôn. Nghe tiếng ngái của ông cô. Ủa mệt quá đó con. Nhưng mà ông nói lớn lắm cô.
tự nhiên cái tất cả mọi thứ nó chùm xuống, cái tự nhiên lên. Trời ơi con quê mà con không biết, kêu con quê lắm luôn. Nhưng mà cho chú hỏi là con ngủ suốt vở diễn luôn hay là tới giải lao mà con giật mình thức dậy? Dạ lâu lâu bị đập dậy ạ. Con kêu ơi bóp cái lại hay là ngái nhỏ gì cực quê. Nhưng mà hết vở diễn đó thì con có đồng ý là bạn gái của anh không? Dạ có, thấy tội chứ. Thấy tội đúng không? Dạ thấy cũng nhiệt tình, thấy cũng thương con. Lúc đó là hai đứa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu xa. Dạ yêu xa. Yêu xa bao lâu? Yêu xa chắc cũng nửa năm thôi à. Dạ. Rồi xong ảnh mới xin lên Sài Gòn. À. Mà trong quá trình đó thì có giận hờn, có ghen không? Dạ ghen thì bên này ghen nhiều hơn thì đó. Con ghen... chỉ ghen với một người duy nhất là người yêu cũ thôi. À. Dạ. Người yêu cũ là ở An Giang đúng không? Dạ không ạ, người yêu cũ của con là ở tít ở ngoài Bắc cơ. À. Dạ. Như vậy là xa, quá xa luôn. Dạ, trước khi quen con á là ông này giống như là hả người yêu ở 6-3 tỉnh thành đó cô. Ôi. Cuối cùng ông chọn thành phố Hồ Chí Minh đó cô. Ồ, dạ. Vậy hả? Trong quá trình mà hai đứa yêu xa thì chắc chắn là người yêu cũ còn liên lạc hay gì. Đúng rồi cô. Đúng không? Con là con được hơn một cái là anh chị em của anh này rất là quý con. À. Con phát hiện là do anh trai họ của anh này chụp hình báo con. Hay quá. Anh nói Vân ơi, tao thấy ai đi với nhỏ nào không phải mày. Trời ơi, con gọi ổng khoảng 100 cuộc. Ổng đâu có nghe, con gọi số chính ổng không nghe, con gọi số phụ ổng lại càng không nghe. Mà hả số phụ ổng để tên con là tên Hùng quay phim. Hùng quay phim. Chứ không có để tên Hùng quay phim. Để tên con. Thôi. Ủa tại sao lại có cái chuyện như vậy? Tại vì lúc đó nó không biết làm sao nữa anh ạ. Bí quá rồi nên là mình cứ phải làm liều thôi ạ. Nhưng mà lúc đó là em vẫn còn có một gì đó với cô bạn gái cũ hay sao? Dạ lúc đấy tại vì cũng đang vừa thương cả hai bên. Trời ơi. Tức là ngay dạ. Lúc đó là con chưa có thể quyết định được mà dạ, con vẫn là bỏ thì là... thương Vương thì tội đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi sao giải quyết sao nè? Dạ sau đó anh kể cái chuyện đó cho cô chú nghe đi. Tức cái đêm đó là Vân gọi cho con khoảng tầm hơn 100 cuộc điện thoại. Ừ. Con không nghe, sau đó Vân gửi cho con một cái email thì viết là anh như thế là không được, cái này dài lắm nên là con cũng không nhớ nữa. Thế là sau hôm đó thì có một chị đồng nghiệp của con ở ngoài Hà Nội, chị bảo là thôi em đi ra đây gặp Vân nói chuyện một lần, một là xác định là chia tay, hai là hai đứa yêu nhau. Thì sau hôm đó thì em lại bay ra Hà Nội, em gặp Vân thì hai đứa nói chuyện qua lại thì em xác định là thôi chia tay cái bạn ở ngoài Bắc và xác định với Vân. Như vậy là hai đứa lại chia tay bao lâu thì mới quen lại? Chia tay thì sau đó tầm khoảng cũng ngắn à. Dạ mà lúc đó là ảnh nỗ lực dữ lắm, xin phép qua nhà bố mẹ con luôn. Vậy thì con có ra ngoài quê của ảnh để mà gặp ba má anh không? Dạ có. Rồi ra ngoài đó có khác biệt gì về vùng miền hay không? Dạ có. Trời ơi, cái chuyện mà con về quê ảnh là một cái câu chuyện rất là kiểu như là một sang trang mới luôn. Quê chồng ở đâu? Quê chồng dạ ở đâu? Hà Tĩnh. Vậy là nếu mà đúng vùng miền luôn là nói mạnh người nào người đó nói đó, đúng con không? Con không hiểu một cái gì đó cô Vân, con không đâu? Hiểu. Cả nhà ảnh ngồi chung quay quần nói chuyện với nhau và cả nhà ảnh cười lên. Cái con cũng cười. Nhưng mà con không hiểu một cái gì hết. Kiểu là mọi người cười lớn thì con cười lớn. Cười mồi đó. Ừ. Dạ, con cười hùa. Cái mọi người cười nhỏ cái con cười nhỏ lại. Nhưng mà tối con hỏi lại, cái ảnh kể lại con cười lại lần nữa. Tại sao? Có nghĩa là con hiểu câu chuyện đó một cách thực tình rồi đó. Có nghĩa là con thực chất là con hiểu được rồi đó. Có những cái từ vựng mà con bây giờ con mới thật sự biết luôn. Ví dụ như là cái trốt. Đâu cái trốt? Đâu cái trốt? Là nhất cái đầu. Là gì? Đâu cái trốt là nhất cái đầu. Đâu cái trốt? Là nhất cái này giờ chị mới biết luôn á. Còn một cái nữa cô, cái trụ cuối. Trụ cuối? Trụ cuối. Cái chỗ cuối hả? Trụ cuối. Trụ cuối là cái chỗ cuối là cái cành sao mông. Cùi tay này. Cùi tay hay sao mông? Con tưởng là cái sao mông nhưng mà nó là cái này nè. À cái cùi lói á. Dạ. Cái cùi lói á. Cái miền Tây này gọi là cùi chỏ. Dạ. Nhưng mà nhà của con là ưng vợ con liền không? Đây là cô thứ hai dắt về nhà. Nên là cô thứ nhất là bị không có chịu á. Dạ. Cô thứ hai về dắt về thì bố mẹ với là bà đồng ý. Nhưng tại vì bà nội là người khó nhất, bà đồng ý rồi thì mọi người cũng đều dễ. Như vậy sao chuyến đi đó là về là cưới liền luôn hay là bao lâu mới cưới? Dạ chuyến đi đó về thì con được cầu hôn. Là tầm khoảng nửa năm. Dạ hơn nửa năm. Rồi như vậy là cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Con cưới là 2018. Thì là 3 năm. Dạ sau năm thứ tư rồi đó. Con có một em bé chuẩn bị 2 tuổi. Tuổi rưỡi rồi. Ôi, bây giờ tới cái phần mà quan trọng nè. Con coi vợ chồng son con cũng biết rồi đúng không? Dạ. Cái phần mà vạch mặt cái người đối phương đó, đó. Con rất thích phần con này. Con là người đăng ký tham gia chương trình này đúng không? Dạ con muốn vậy vì con trời ơi chồng con á có một cái tính coi là ảnh rất là thích nhậu. Ảnh nhậu dữ tợn lắm, có nghĩa là hả? Tại vì ảnh quá nhiệt tình đi, cái tính của ảnh là ai rủ cái gì á ảnh cũng sẽ đi hết.
Với lại thêm một cái nữa là bạn bè của ảnh là giống như là tứ hải gia huynh đệ với bốn phương là bạn. Và ảnh nhậu một cái là nhậu cũng hết sức, cho nên là con hay quạo. Mà tính của ổng thì lại kiểu nhây lầy cực nhã cô chú. Không có kiểu giống như là nghiêm túc đâu. Con mà quạo cái ông gì ổng chọc cho quạo hơn. Ảnh thì ảnh ít chia sẻ công việc của ảnh cho con lắm. Đối với ảnh là nhiều khi những cái việc làm ngoài của ảnh con không có biết, cho nên là hả, có nói ra cho con cũng không có chia sẻ được nhiều. Ảnh không nói cái ảnh tự stress, cái ảnh im im, cái ảnh con nói ảnh không có phản ứng. Mà con không thích vậy, có nghĩa là mình làm gì mình cũng phải được nhận cái sự phản ứng của đối phương á. Có một lần đang ăn cơm mà kiểu như ảnh rất là nhây, ảnh con hỏi ảnh không trả lời, mặt ảnh nhăn nhăn nữa, khó chịu nữa. Con tức quá con đập chén. Ôi. Con hơi dữ chút. Sao ảnh sao? Ảnh hốt lên rồi đó. Quýnh luôn. Một cái bóp luôn. Còn có quýnh lại không? Không. Khóc quá sao lại. Quýnh sao lại. Mà tại vì ảnh làm cái hành động đó là tại vì ảnh bị ám ảnh. Là trong quá khứ đã từng diễn ra cái hành động đó rồi và ảnh bị sợ cái hành động đó, cho nên là cái phản ứng này của ảnh là giống như là để tự vệ. Dạ, bản năng thôi. Nhưng mà con cũng không vừa, có nghĩa là ảnh đánh con xong con tức quá con khóc quá. Mà con từ đó giờ là chưa đánh con hết. Con đập thêm cái nữa, con đập thêm cái nữa. Đập cái nữa. Khóc quá trời, cái ảnh rén đỡ con lên hốt. Hốt xong chạy lại. Xin lỗi vợ đúng không? Dạ xin lỗi vợ. Hết giận. Rồi đó là lần là nặng nhất. Nặng nhất. Đúng không? Dạo này thì bớt rồi. Sau cái vụ đập đó. Thôi giờ coi như bớt rồi, coi như là không tính nữa. À không tính nữa. Đã có cải thiện rồi. Dạ bây giờ cải thiện. Thấy những cái tật xấu nào mà nó dí dỏm á. Có bày hài không? Có lượm thượm không? À có một cái chuyện này. Có nghĩa là ảnh, cái tính của ảnh là ảnh bị chậm chạp. Có nghĩa là ảnh cái lúc nào mà ảnh lanh thì ảnh lanh dữ lắm, bị lanh chanh luôn. Nhưng mà cái lúc nào mà ổng chậm á thì là ổng trời ơi. Có nghĩa là ngày xưa nhà con á là ăn xong rửa chén liền, nhưng mà ảnh không có. Nên là ảnh ăn xong là ảnh sẽ ra ảnh nằm bấm điện thoại, ảnh nói là ai ăn xong phải để cho tiêu hóa. Xong ảnh tiêu xong cái anh ra anh uống nước ngọt, ảnh nói là phải tiêu nước ngọt. Xong mà ảnh nói không, ăn xong làm sốc hông. Ổng hồ cả tiếng đồng hồ bấm điện thoại luôn cô. Là chiêu, cái này là chiêu rồi. Dạ. Là chiêu á. Cho nên là buổi tối lúc nào cũng bị ngủ trễ hết. Dạ, kiểu như quá. Vậy chắc có lẽ là vợ con không có tật xấu gì đúng không ấy? Dạ vợ con ngoan lắm. Chả bao giờ làm gì cả của chú. Chả bao giờ làm gì cả của chú. Chả bao giờ làm gì. Dạ tại vì cái tật này không xấu không đẹp mà tật kinh dị nghe. Dạ vợ con chỉ nấu ăn xong rồi là bát đũa là con rửa, thứ hai là lau nhà, lúc nào là mặc định là con không bao giờ đổ rác, cho dù rác nó bẩn như thế nào vợ con cũng để đéo. Rồi còn gì nữa, cằn nhằn cứ nhai đi nhai lại một cái chuyện. Ví dụ như con đi nhậu một bữa đi, cứ nhai đi nhai lại bảo sao hôm nay anh lại đi nhậu mà anh không báo trước. Chú có bao giờ ai đi nhậu mà phải báo trước 2 ngày không chú? Đây là phải xin phép trước 2 ngày mới được cho đi nhậu. Không phải, mình làm gì cũng có kế hoạch đó cô chú. Có nghĩa là để con biết tối ngày hôm đó anh đi, con rủ bạn bè con qua để con đỡ cô đơn, hay là con rủ bà ngoại qua, hay là em gái con qua để phụ con tắm rửa con, kiểu kiểu vậy. Ảnh không bao giờ nói trước á. Ổng nhậu 6 giờ là tầm khoảng 5 rưỡi mới báo. Em anh nhậu nha, hôm nay ai mời anh liếc không kịp đúng không? Con đâu kịp đánh gì đâu. Có nội quy ăn nhậu gì không? Dạ có chú, cứ sau 12 giờ thì đóng tiền nhà gấp đôi, cho nên ổng cũng khôn lắm cô chú. 11:59 mở cửa, đúng canh đúng bon 11:59 mở cửa. Có khi là ổng làm gì, ổng đứng ở ngoài đó, ổng làm gì đó, đúng 11:59 mở cửa trong tức chơi. Em tròn cổ đúng không? Dạ vâng, nhiều tròn lúc đúng không? Nghĩa là về rồi nhưng mà mình cứ ngồi ở dưới sảnh mình chờ, mình chơi tức một lúc. Tức lắm đó. Tiền tới rồi, cứ bon một cái mở ra là bay. Ai ngờ ren xuống mở cửa. Dạ, tức á. Rồi sao, còn tật gì nữa không nè? Ghen sao này, ghen dữ dội không? Ghen, cái vụ này ghen mà. Ghen ạ. Vừa rồi là con có nhắn tin trên Facebook á, cho một cái bạn gái, không phải là bạn gái mà người con gái, cái điện thoại của con nhắn tin thì nó sẽ hiện lên cả trong iPad. Thế là bà ở nhà, bà cầm iPad, bà ấy đọc được là cái bé đấy là bé tên là Vân Anh, có một cái tin nhắn từ cách đây từ năm 2018 rồi. Là hỏi là em đang ở đâu, đã về nhà chưa. Thì hôm nay con lại nhắn tin thêm là 30 tháng 4 này em có về quê hay không, tại vì đây là con chú đó, để về gặp nó. Thế là về đến nhà hùng hùng hộ bà ấy, làm ầm hết lên, bảo anh vừa nhắn tin cho ai mà hỏi đi về đi nọ thế này thế nọ, xong rồi còn hỏi đang ở đâu nữa. Thế là hỏi ra mới biết là nhắn tin cho bé Vân Anh. Quê hả? Quê đó. Thì quê lúc mà cảm không... giác sao? Quê. Con cười giống vậy nè cô. Nhưng mà là chỉ có trận đó thôi đúng không? Dạ con chỉ ghen vậy thôi. Bây giờ thì Vân, con mong muốn ái thay đổi điều gì? Con mong là ảnh bớt nhậu, tại vì không phải là do con không thích ảnh đi nhậu, nhưng mà do ảnh cũng có bệnh.
cái nồng độ HB hơi cao một tí, bao tử đúng không? Dạ. Cho nên nó là cả có một khoảng thời gian anh ngưng rồi, nhưng mà chắc là do cái tính của anh nhiệt tình với anh thích, mà anh nhậu đâu có một lần một tiếng đâu, nhậu 3-4 tiếng không à. Cái thứ hai nữa là con nghĩ là có gì thì cũng nên chia sẻ với con á, tại vì có thể là con sẽ không hiểu hết, nhưng mà ảnh nói ra thì ảnh cũng sẽ thoải mái hơn là anh để một mình. Rồi bây giờ con muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ cần muốn vợ con là chăm chỉ thêm một tí xíu, và nhất là đừng có càm ràm nữa. Nhiều khi con nghĩ là con chia sẻ vợ con rồi, vợ con nó suy nghĩ tội nghiệp nó, đúng không? Dạ vâng ạ, tại vì có nhất là nhiều việc mà vợ không thể xử lý được mà bắt buộc mình phải xử lý, mà nói ra bà ấy cũng không hiểu, mà bà lại suy nghĩ hơn là nữa, xong nên là thôi thà một mình chịu đi để cho bà thoải mái, thì bà còn chăm con ở nhà nữa. Thì đó là đối phương đều nghĩ cho nhau hết á. Nhưng mà thực sự con biết không, kiểu mà cái tâm lý của những bà vợ á, ngộ lắm. Mình biết là mình không hiểu gì công việc của chồng hoặc là chồng đang làm gì, nhưng mà giống như là mình càng không hiểu được mình càng khó chịu, mình biết chồng mình đang bế tắc đó, nhưng mà bây giờ á mình không được cái sự chia sẻ đó, mình sẽ cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc á, con biết không? Đó, thành ra là theo cô á, con không cần phải nói hết, tại vì nói hết vợ con cũng hiểu, nhưng mà con chỉ cần nói là nếu mà chút xíu anh rất là thương em với con rất là nhiều, anh sẽ lo cho vợ và con đầy đủ, sau khi còn lâu một chút thì anh sẽ trả lại tuổi thanh xuân cho em, cho em của tuổi thanh xuân là được vui chơi, được không phải gò bó trong một gia đình nữa. Mấy tháng rồi cưng? Dạ được 8 tháng rưỡi. 5 tháng rưỡi hả? 8 tháng rưỡi. Trời ơi, như vậy là mình... Vậy là sắp rồi đó hả? Thì mình mời tới 3 người lận chứ không phải là 2 người. Đúng rồi. Trước tiên là xin thay mặt chương trình coi như là chúc mừng hai vợ chồng em. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi. Rồi, bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào các bạn khán giả. Chào con tên là Hoàng Thế Long, năm nay con 30 tuổi. Con hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp con là kinh doanh tự do. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Phùng Thị Ngọc Thủy, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay là con 25 tuổi. Con hiện tại là kinh doanh tự do, hai vợ chồng con nằm chung. Hai chung chung shop à. Bây giờ bắt đầu kể cho chú nghe coi cái cơ duyên nào các bạn biết nhau và tình yêu của các bạn nó đến như thế nào. Dạ là tụi con quen nhau là trên game Audition á. Đi học về là tới giờ đó là vô chơi game. Nhắc tới cái game đó chắc có lẽ là phải hơn 7 năm. Dạ đúng rồi. Xong rồi cứ mỗi lần thấy online á là vô nhảy chung. Và lần sau khi mà hai đứa chỉ có hai đứa riêng thôi á, không có những thành viên khác trong pha mới bắt đầu mới nói chuyện. Chứ mà không là có... đâu biết mặt nhau đâu. Dạ đúng rồi, không có biết mặt nhau. Nó ra ách Yahoo, ách Yahoo nhau ngoài, xong rồi đòi coi. Coi mặt nhau, coi như gửi hình thôi. Mà hình hồi đó chụp bằng mấy cái điện thoại cùi, đâu có nhìn rõ hay đâu mà đúng cứ... Đúng mặt đúng không? Dạ, đúng rồi. Hồi đó cứ kiểu là ngước mặt xuống về xong mình ngửa lên cứ chận chận mắt á, gọi đầu hồi đó là cứ đầu sư tử. Cắt cứ sòm vậy. Còn con có không có rõ mặt. Con có gửi hình? Dạ có, con hai đứa con cũng gửi cho nhau coi nhau biết coi mà biết nó không có liên quan gì với ngoài chứ. Đến khi nào thì hai đứa lần đầu tiên giáp mặt ngoài đời á. Dạ lúc đó hỏi con là ngày hôm đó là đi học ở đâu, xong rồi cũng chỉ chỗ đó thì mới kêu là thôi để anh qua anh rước. Bình thường là nhà con khó nên là đưa rước đúng giờ đúng giấc, ba rước rồi mà hôm đó nói xạo là để quá gian bạn về. Xong rồi tới đúng giờ cái con đi xuống, chồng nói là hôm đó đi xe gì mặc áo gì, mà hôm đó đúng cái hôm mà mưa lớn ơi lớn luôn, chỉ thấy áo mưa rồi này kia nọ. Xong rồi biết cài chiếc đó, cái cứ leo lên chùm vậy, cái chở về tới đầu hẻm con chạy vô, coi như là cũng sơ sơ vậy đó, nhưng mà cứ leo lên đó. Đúng rồi. Xong rồi cứ sao bây giờ cứ chồng nói gặp anh ấy chứ không gặp người khác á là em tiêu rồi. Rồi như vậy là cái ngày đầu tiên gặp mặt nhau ngoài đời là trong cái tình trạng là mưa gió bão bùng, trở ngại khó khăn. Vậy thì trong cái tình cảm của hai đứa lúc mà quen nhau như vậy thì có gặp khó khăn trở ngại gì không? Tại vì nhà con khó quá cho nên là nói nghe tới cái chuyện yêu đương cái là không cần biết cái đó là ai hay sao, cứ nghe tới thì cứ phản đối thôi. Nói là học chưa học xong mà yêu đương này nọ là không được. Cho nên là
trong khoảng 5 năm thì chồng con mới nói là lúc đó là anh mới có danh phận. Là không, nghĩa là 5 năm yêu trong bóng tối. Dạ, đúng rồi, chỉ là lén lút thôi. Rồi ba mẹ con khi mà nghe biết con có bạn trai gì thì phản ứng của ông bà sao? Hôm đó là chồng con chở con về, đi chơi chở về. Con giận nó là thôi để con hoài con đi vô. Cái hôm đó kiểu cũng bực quá, xong rồi nói con là chẳng lẽ để vậy hoài. Xong con nói vậy giờ anh dám vô nhà em không? Xong rồi chồng con nói là có gì đâu không dám, vô thì vô thôi. Vô luôn. Tại vì em không cho vô thôi, chứ trước giờ anh đâu phải, anh không dám vô. Cái là chở thẳng vô nhà. Xong rồi ba mẹ con đang ngồi đó, tự nhiên ba mẹ con đứng dậy hết, đi vô trong. Đi vô phòng trong. Xong cái con đi vô theo. Ba con ra nói, ủa mày tính làm gì vậy? Tính làm gì vậy? Xong rồi chồng con cũng ngồi đó, xong rồi ba mẹ con ra ngồi nói chuyện. Xong rồi lúc nó đó nói... còn như thế nào hả Long? Kiểu là mình cũng dạng là hồi hộp cũng căng thẳng lắm nhá. Do con ngồi im một chỗ, ngồi im ru như này nè. Cái xong cứ ba mẹ vợ cứ hỏi cái gì á thì con trả lời cái đó thôi. Cứ hỏi gì hỏi trả lời, xong con ngồi im, em đứng cứng ngắc luôn. Sao cái bữa đó là Long có thường xuyên tới nhà con? Dạ có, từ khoảng thời gian đó sau đó là ăn trực ở nhà con luôn, là cứ chiều cứ chiều đi làm ra cái bắt đầu là chỉ thẳng nhà con, không bao giờ đi thẳng về nhà hết trơn á. Là biết là nhà ở bên đó cũng tự biết là rồi không về ăn cơm mà ăn trực là bên thôi đó. Rồi đó, bây giờ không có cản được rồi, cứ kể đi. Rồi con làm cách nào để con thuyết phục được để mà xin cưới được cô này? Dạ con cũng không có xin cưới được nữa, là tụi con cũng chạy qua là thêm 3 năm nữa. Là cứ dạ cũng cứ vô ăn vậy, ăn riết mà riết ba mẹ là cứ thấy con qua là hỏi ăn gì chưa, có vô ăn không để tao xuống làm đồ cho mày ăn, có đói hay không, vậy là cũng kiểu quan tâm. Rồi bắt đầu qua cái giai đoạn mà xin cưới thì cũng phải là cứ thuyết phục đi thuyết phục lại, nói hoài nói riết thì kiểu là mưa dầm thấm từ từ á, cái thì cũng xuôi lòng, ba mẹ cũng xuôi lòng, thì lúc đó thì mới chịu cho cưới. Lúc mà hai đứa mà yêu nhau như vậy á, là có được đi chơi xa hay là có được riêng tư gì không, hay là con chỉ có được một cái duy nhất là một cái đặc ân là con về con ăn trực thôi, chứ còn con không được một cái đặc ân đưa vợ con đi chơi xa hay là này cái nọ? 8 năm trời là không có luôn. Nếu mà nói mà tính ra đi chơi xa lần đầu tiên của hai đứa là lúc hai đứa tụi con đi chụp hình cưới ngoài Đà Lạt á. Là mới đi là gần dạ. Xong rồi chính thức rồi đó. Xong rồi tới lúc đi ra ngoài đó cứ mỗi ngày cứ mẹ gọi điện, hai tụi bay đừng làm gì nha. Đi chụp hình thôi nha, đừng có làm cái gì nha. Trời ơi, tội mẹ ghê, mẹ sợ á, đúng không? Nhưng mà chồng của con á, có phải là tiếp đàn ông lãng mạn? Dạ không. Và tình không mà nói thẳng luôn, thẳng từng luôn. Cái ngày đó hôm 20 tháng 10 cứ còn đi đâu ai cũng hỏi này cho có chồng có tặng gì không, thì nói là chắc chợ làm gì có vụ tặng quà này nọ, quen rồi trước giờ quen vậy rồi. Rồi sao mà hôm đó là chồng nói là hôm nay anh đi ăn với bạn, tối mới về. Cái là buồn thiêu nguyên ngày luôn, xong tối chuẩn bị đi ngủ tới nơi rồi, bắt đầu vô thấy cái bàn trang điểm, thấy cái giỏ hoa, mà cái giỏ hoa nó xấu kinh khủng luôn. Trên cái giỏ hoa đó là để một cái sợi dây chuyền chắc lửng vậy nè. Cái là cái kiểu dắt lên cái đó nó cũng thấy ghét nữa, nói chung nó không có lãng mạn xíu nào. Hoa thì nó đã xấu rồi, chồng thì ngồi đó bấm máy tính hoặc này nọ, cũng không quay qua là biết con có đang thấy hay không, cũng không quan tâm, kiểu là thấy nó tặng đó này, đúng là cũng kiểu vậy đó. Nhưng mà cái cảm xúc con như thế nào? Lúc đó là từ buồn chuyển thành người nó lần lần thích vui. Dạ vui. Là hai đứa ở nhau được mấy năm ta? Dạ tụi con mới ở chắc được 10 tháng. Hơn tháng 7. Rồi bây giờ tới đại hội dập mặt, vui tật xấu ra. Con đó, con đang bầu bì đó, cho con cái quyền ưu tiên. Chồng con cái là tật xấu là mỗi lần mà kêu chồng con làm gì á là không bao giờ mà làm liền á, còn không mà cứ để đó, cứ phải nói hoài, xong đâm ra nó con càm ràm, nói nhiều. Lại cọc tính, như là bình thường là hiền, ai cũng nói hiền mà, hiền lắm. Nhưng một khi mà có chuyện gì nọ cọc mà vô mà thành con người khác luôn á, cọc lên hay diện cái là bỏ đi, hoặc là không muốn nói chuyện rồi là kêu tự né đi thôi à. Chứ không có đụng chạm hoặc là cái gì vậy. Còn gì nữa không? Thích nuôi chó với mèo, thích nuôi nhưng mà không thích chăm sóc, nghĩa là cứ tha về vậy thôi đó. Nhớ hồi đó quen là nuôi một con Alaska với con Samoy, mà về với nó bự á, mà tới mỗi lần mà tới nó thay lông á là lông hết búi xô nhà. Lần nào mà con qua chơi con cũng nghe là nói sao không khuyên nó thôi đừng có nuôi, đó phải không? Kể là mẹ chồng con hay nói là nó cứ làm khổ mẹ, nó cứ thai về không mà nó để mẹ chăm, không nó có chăm đâu. Chồng về là người
thỉnh nó về, là người đem nó về nuôi, nhưng mà nó coi như người xa lạ. Ừ, nó đâu thèm mấy, nó đi theo cái người mà chăm nó thôi. Nhiều khi về tới nhà nó nhìn nó còn sủa nữa. Bây giờ em đem về mấy con tổng cộng rồi? Thì con đem về cũng dạng là đem nhiều, nhưng mà cũng đi cho đi hết. Hiện tại là chỉ còn nuôi hai con mèo với một con chó. Hiện tại là vậy là đủ rồi. Mỗi lần mà kêu đi mua cái gì đó là sợ lắm. Giống như lần đợt đó con kêu đi mua rau thơm thôi. Mua rau thơm gì để trộn gỏi. Thì rau thơm ra chỉ là một xíu xíu, dài 3.000 thôi. Tự nhiên đem về con quyêu một cái bịch rau chà bá luôn. Nhưng mà không hiểu sao mà đi mua rau thơm mà về nó con 120.000. 120.000. Trời ơi. Tại vì con biết sao, đi ra chợ quên không biết mua rau gì đó, là mua hết luôn đi cho chắc ăn. Mà xong rồi con dở ra thì ở dưới là rau nó hư hết rồi. À, bị lừa, là, bị lừa. Là nghĩa là đi mua cái gì đó không có để ý hay không quan tâm, tâm cái đó là cái tâm. Gì luôn. Cái vậy sách về nhà. Là đi cho có lệ. Dạ, đúng rồi, sách về nhà xong rồi lại để đó, gọi là xong đó, xem nhiệm vụ là vậy thôi. Bây giờ đâu con thấy con bị đấu tố quá rồi, con kể coi vợ con tật xấu cái gì. Tật xấu dạ con là dạng kiểu là bê bối, xài đồ đâu là để đó luôn, giống như là tẩy trang tẩy đồ là trên bàn tẩy trang một đống vậy á, là khăn bông gì để một trang vậy á, xong vô nhà vệ sinh là cái lavabo á để mình rửa mặt á cứ một trang luôn. Mỗi lần là nếu mà con mà không dọn á là không có chịu dọn luôn, cứ để đó hoài, để hoài, để hoài luôn, mà tới lúc con dọn gọn gàng xong đúng không, nhưng mà tầm qua ngày mai nó lại bề bộn ra vậy, y chang như cũ luôn. Rồi, xong nhưng mà em cũng thu dọn đồ của anh mà. Xong còn hay chửi con lắm, nhưng không có làm gì á mà cứ chửi là bị thần kinh nè, hay là bị khùng, tôi điên quá vậy. Nói chung là con không làm gì á, ngồi chỗ trong lúc mà con bán hàng cho khách á, con làm chậm chậm thì cũng quay chửi, tay có bị tật không, nó làm chậm như vậy. Nó chửi nhiều lúc chửi không lý do gì để chửi đó, không có chửi nói vậy con bị tổn thương luôn. Hay là con thấy nó vui, hay là vui biết con quen lùng trước. Mà mỗi lần con nói lại cái lại chửi còn có phải bò hay là người vậy? Bò hay người mà cứ nhai hoài vậy? Nó cứ vậy mà tính của mình chuyên gia nhai luôn mà cứ nói con là vậy không à? Không lại. Nói lại người ta chứ không đâu có hiền đâu vậy? Không, mà con ở nhà là lên đây con mới được nói, về nhà là con im ru. Được nói rồi tiếp tục. Nói chung con shopping online được không? Shopping thì nói chung mua đặt mà liên tục luôn. Nói chung là về mà cứ tầm tiếng 2 tiếng là nghe người ta shipper gọi. Riết shipper mà nó quen luôn, kêu Thủy ơi ra nhận hàng nè em, tự biết ra nhận hàng vậy đó. Tới hiện tại luôn là shipper vô thẳng nhà luôn, là đưa luôn chứ không còn gọi điện nữa rồi. Giờ người ta không gọi điện cho con. Người ta quá quen luôn rồi. Bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi cái gì? Ít mua sắm lại đi, nói chung mua mấy thứ cần thiết thôi. Nếu mua nhiều quá cũng không xài tới nữa. Mới lại bớt xả đồ ra đi. Mình gọn gàng lên đúng không? Mình chịu dọn luôn đi thì nó gọn gàng. Con? Con là chỉ mong là chồng con làm cái gì đó, chuyện gì đó phải để tâm vô cái chuyện đó, chứ không phải là hành động thì làm mà trong suy nghĩ kiểu là nghĩ đâu hết trơn á. Phải để tâm vô đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nè, cô chỉ hỏi một câu này thôi nè, hai đứa cái cuộc sống vợ chồng của hai đứa là ok không? Tụi con thấy vui không? Là vui dạ không? Cô thấy thương hai đứa tụi con là biết thương sao không? Tụi con không có được tận hưởng cái tuổi thanh xuân của mình một cách trọn vẹn. Dạ. Có nghĩa là suốt 8 năm là hai đứa là biết nhau, yêu nhau và đi học, và chỉ có biết một cái không gian nó rất là hẹp. Rồi sau khi tụi con lấy nhau rồi thì 3 tháng là đã có em bé rồi. Thành ra là bây giờ có em bé xong rồi là tụi con còn phải nuôi dạy em bé này kia nọ. Em bé nó phải 3 tuổi thì may ra bắt đầu tụi con mới đầu được tung được tẩy mái, được mày bay nọ. Được đó là cô thương tụi con là thương cái đó thôi. Con phải nhớ lãng mạn với vợ con nghe chưa? Người phụ nữ ta cần cái đó đó. Thôi bây giờ trước khi kết thúc, chú muốn con thể hiện lời nói hoặc một hành động gì đó hết sức lãng mạn đúng không? Lãng mạn. Tôi không có nhìn thấy. Không nhìn luôn. Tôi không nhìn luôn. Anh nói mình nhìn kỹ. Ừ. Qua mình coi lại chương trình thôi. Anh cũng muốn nói là anh rất là thương em với con rất là nhiều. Anh sẽ lo cho vợ và con đầy đủ. Sau khi còn lâu một chút thì anh sẽ trả lại tuổi thanh xuân cho em. Cho em của tuổi thanh xuân là được vui chơi, được không phải gò bó trong một gia đình nữa. Con nói gì với chồng con đi. Tới là em chỉ mong anh đó là sắp tới là lo được cho con, lo lắng chăm sóc rồi nữa cho con sau này thôi. Hay quá. Ôm nhau cái coi nè, trời thương quá.
Hay quá, hy vọng là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc nha. Và chuẩn bị tất cả mọi thứ để chào đón một thành viên tuyệt vời rồi. Trong một vài ngày nữa thôi. Dạ. Chào con dạ. Vuông nha con. Dạ. Anh nhắn với em một câu là: thứ nhất, anh là đàn ông nên anh là người chủ động nhắn tin cho em trước. Thứ hai, em có một nụ cười rất là đẹp. Thứ ba, anh là trai chưa bạn gái, em là gái chưa bạn trai, thì không có gì là sai nếu ta làm bạn. Đó. Thầy xin chào hai vợ chồng. Wow. Dạ. Chắc là dạ, đang đúng có tin rồi. Vui. Dạ đúng rồi. Em dạ. Có thể chia sẻ cho anh chị biết là được mấy tháng rồi? Dạ, lần đầu tiên xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng các quý khán giả xem đài. Em tên là Xuân Nhi, hiện tại em là nhân viên văn phòng tại Biên Hòa. Baby của em được 4 tháng. Và hiện tại đây là bé thứ hai. Bé đầu tiên ở nhà thì được 11 tháng. Con nhớ là lý dữ liệu luôn. Để liên tục. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 tuổi. Rồi mai Em xin được giới thiệu thì em là Minh Quyền. Em hơn vợ mình 9 tuổi. Thì hiện nay Quyền đang là một doanh nhân khởi nghiệp. Em đang kinh doanh về giáo dục. Hiện nay gần như trong các bạn làm doanh nghiệp hay làm chủ đó, thực sự là các bạn có một quỹ thời gian hạn chế. Và đôi khi các bạn lại không dành thời gian đó cho vợ, cho con của mình. Cho nên rất nhiều mâu thuẫn nó xảy ra. Thì may mắn là trong 2 năm qua, vợ chồng em mới có 2 năm mà hai đứa con. 2 năm hai đứa. Và thật sự là em nghĩ rằng là nếu mà bạn trẻ nào đó muốn làm chủ, người nam hay nữ cũng vậy, thì phải luôn có một cái yếu tố là gia đình là quan trọng nhất. Bây giờ mình quay lại cái chủ đề chính của chương trình. Cái phần đầu đó là cái phần mà chia sẻ về câu chuyện là tại sao các bạn lại gặp nhau, cảm nhận ở nhau về đối phương như thế nào. Em với chồng em quen nhau qua mạng. Thì ảnh có một cái câu lạc bộ tiếng Anh, thì cùng ngành với lại em luôn, là em cũng đang học ngôn ngữ Anh tại trường đại học. Lúc đó chỉ mới 19 tuổi thôi, đại học năm 2. Thì ảnh nhắn tin qua cũng dạng giống như quảng cáo marketing để thu hút khách để đi đến câu lạc bộ. Thì mình cũng thấy, mà 2 tháng sau khi gửi tin nhắn thì em mới vô tin nhắn chờ để em đọc. Thì ảnh cũng có mời em đến cái chương trình của ảnh, như lúc đó là do ảnh làm người đứng dẫn chương trình luôn. Thì sau cái buổi đó thì ảnh có hẹn em ở lại để nói chuyện một xíu. Thì ảnh mới nói là hình như là mình có cái buổi hẹn ở thứ tư này ở Sài Gòn đúng không ta? Cái em mới nói ủa? Chưa gặp nhau gì hết, chưa nói chuyện mà sao có hẹn ở thứ tư ở Sài Gòn nào, chắc là lộn người rồi. Thế thì em về nói chuyện một hơi qua tin nhắn lại thì mới biết là ảnh đang hẹn mình để đi ăn ở Sài Gòn. Em cũng ok đi ăn, bình thường đâu có mất gì đâu. Ảnh tại lúc đó ảnh nhắn với em một câu là: thứ nhất, anh là đàn ông nên anh là người chủ động nhắn tin cho em trước. Thứ hai, em có một nụ cười rất là đẹp. Thứ ba, anh là trai chưa bạn gái, em là gái chưa bạn trai, thì không có gì là sai nếu ta làm bạn. Đó. Cho nên là thấy cũng dẻo miệng quá. Sao nên... mà từ chối được, đúng không? Đâu ra đó. Sau một khoảng thời gian dài vài tháng thì mới bắt đầu quen nhau. Ấn tượng gì cái bạn này mà em lại có thể là bỏ tiền đầu tư ngay và liền như vậy? Lúc đầu tiên em mở cái hệ thống cà phê của mình á, thì em đang tìm những cô bé nào xinh xinh xíu để làm đại diện thương hiệu hình ảnh. Thì em có vô Facebook em coi thì thật sự em ấn tượng với vợ em, đó là cái nụ cười và cặp mắt. Bạn rất là tươi. Và em không hiểu sao khi em đưa cái tấm hình của bạn này cho một người bạn thân của em á, thì gần như rất nhiều bạn họ nói một cái câu là: ê, có tướng phù thề. Tự nhiên những cái lời vu vơ đó nó cho một cái chất xúc tác. Sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều. Và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop. Và nói bằng tiếng Anh. Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình và có nụ hôn đầu tiên? Nhiều khi ảnh mời em nhiều quá, mà trong lòng em lúc đó là mới năm 2 còn rất là máu học. Tại vì học sinh giỏi mà rất là muốn học, rồi đi làm nữa đâu có thời gian đâu. Nhiều khi nói trời sao mời hoài, kiểu trong lòng như thế. Nhưng mà có một hôm thì đi mời em ở Sài Gòn em mới đi được. Sau đó thì em đi, ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao đi dạo ở quận 7. Cũng lãng mạn lắm. Rồi tự nhiên nói với em: Nhi ơi, anh thích nắm tay lắm đó. Mà em mới nói trong lòng chứ, nắm thì nắm đi, còn nói câu Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối. Nên là em cứ cho nắm luôn. Có nói là không? Nắm đi không? Dạ không, em cứ im. Thì muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì anh nắm tay em, xong sau đó thì đi dạo một vòng. Rồi cuối tuần ảnh chở em về Biên Hòa, tại vì hai người cùng học và làm việc tại Sài Gòn. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật cả hai đều hướng về gia đình, cho nên là
sắp xếp mọi công việc để có thể về Biên Hòa. Ảnh thấy em đi xe máy, con gái đi xe máy hoặc là xe buýt nguy hiểm quá mà xa nữa, cái quận 7 đi về Biên Hòa rất là xa, thì ảnh có ngỏ lời là ảnh đợi chở em về. Chở bằng xe máy sao? Dạ chưa, xe máy lúc đó là xe máy, lúc đó là ảnh, em không biết ảnh là ai, em chỉ biết ảnh là làm dân ngân hàng thôi. Lúc đó là ảnh vừa đi làm ngân hàng vừa khởi nghiệp nên là công việc cũng rất là bận. Xong sau đó thì chở em về thì đứng ở trước nhà mà mẹ em thấy ủa, kêu bạn vô đi chứ, đàn ông con trai chở phụ nữ về không có được đứng trước cổng như vậy, phải đi vô sân chứ để người ta dòm kiểu như thế. Thì có vô xong sau đó xin mẹ em cho em đi có phim buổi chiều, thì vô rạp phim là nụ hôn đầu tiên. À, nụ hôn đầu tiên là trong rạp phim. Dạ, đúng rồi. Vô trong rạp phim có anh thích hôn lắm đó. Dạ. Có nói không? Có nói không? Không, lúc đó thì chưa, không có nói. À. Chỉ có quay qua coi phim ma nữa. Nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. À. Nhưng mà thật ra em đâu có sợ đâu, em như em cũng giả bộ sợ. À. Để em núp vô cái là hôn luôn. Sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức ta? Thật sự là khoảng mất khoảng 9 tháng đầu tiên. 9 tháng. Dạ. Như vậy là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. 4 năm. Dạ. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên. Và không có sự cãi vã gì đâu hả? Dễ gì? Dạ. Em xem không phải, tại vì bạn này nói rằng là cô ấy luôn luôn tạo cho tôi một cảm giác bình yên. Khó lắm, bình yên gì? Hợ chinh nhau 9 tuổi, quan điểm gây, về lý tưởng, về cuộc sống. Dạ, thật ra là 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á, thì nó dường như là một màu hồng. Màu hồng mà có thể là nói là màu đỏ luôn á, nó rực rỡ, nó đẹp vô tươi, cùng. Hồng tươi, hồng tươi. Tươi mà không có một xíu xám nào hết, cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn. Và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Thì giống như anh nói là tốt nghiệp xong thì em có nhiều cái suy nghĩ rộng mở hơn. Lúc đó em có mong muốn là học thạc sĩ nữa. Thì em cũng đi làm khoảng 2 năm thì ảnh nói là đủ nồng, đủ mùi, đủ chín mùi để mình kết hôn rồi. Thì lúc đó em về nhà em cũng đắn đo dữ lắm, cũng suy nghĩ, tại vì 2 năm từ năm thứ 3 và năm thứ 4 tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ, nó đủ loại trong cuộc sống hết, cái này chắc để chồng chia sẻ. Tự là lúc mà em đi á là em vẫn là dân ngân hàng. Và lương của em rất tốt. Cuộc sống em rất dễ chịu, trên 2 năm đầu tiên là ăn uống mọi thứ là rất thoải mái. Em chẳng nghĩ gì về tiền hết. Tuy nhiên cuộc đời cá nhân của em, tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Thì anh chị biết là từ vai trò một người làm thuê đó, em gắn trách nhiệm của một ông CEO, tự nhiên doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá. Tự nhiên là em bỏ công việc ngân hàng, lương lúc đấy cũng vài ngàn rồi, mình qua mình nhận một cái số tiền 5 tỷ, và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần, khi nào cạnh tranh. Và đỉnh điểm nhất đó là 2020, khi lúc đó em đang xây dựng một mô hình kinh doanh, đó là ở thị trường Biên Hòa, Hồ Chí Minh và Đà Lạt là 16 chi nhánh. Mọi thứ đang rất tốt thì tự nhiên tháng 2 2020 Covid nó xảy ra. Tự nhiên Covid nó xảy ra và tất cả chúng ta đều không biết Covid là gì. Và em cũng không biết Covid là gì, thì em nghĩ nó chỉ là một cái gì đó cảm cúm thôi. Chắc 1-2 tuần trong nhà nước lại ok, lại kinh doanh bình thường. Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt. Với chiến lược của em rất đơn giản là nếu anh Thuận đi học tiếng Anh của em thì bất cứ lúc nào anh Thuận lên Đà Lạt chơi, em thu anh Thuận 100.000 tiền phòng thôi. Thì đó là một chiến lược rất hay, cho nên học viên của em họ rất là thích. Thì trong giai đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 5 em vẫn giữ 3 thành phố đó, 16 chi nhánh. Và mỗi một tháng các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Mỗi tháng em lỗ 300 triệu. Quá khủng khiếp. Mà gồng trong bao lâu? Và em gồng liên tục á. Có nghĩa và giai đoạn đỉnh điểm năm đầu tiên á là cứ một tháng em lỗ 300 triệu và 10 tháng là 3 tỷ rồi. Và cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó. Bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Ngồi trong nhà hết mà. Và mỗi một ngày cái học viên họ than phiền là bây giờ đóng cửa, có dạy online không? Có đảm bảo chất lượng không? Và cứ mỗi ngày cái cầm le nó đến với cá nhân em nó khủng khiếp. Thì em không biết tại sao lúc đó em đổi tính. Cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau. Vì đủ thứ loại trên đời hết, bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Đúng. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá. Và em không giống như các cặp vợ chồng khác. Cái giai đoạn bọn em yêu nhau là giai đoạn bọn em khó khăn nhất. Em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn. Bây giờ cô muốn làm sao? Cô có biết tôi đang làm ăn không? Cô biết tôi stress như thế nào không? Cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không?
cô phải thông cảm cho tôi đó, bây giờ cô cứ sống như này sao tôi sống. Mà mọi người biết là lúc mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng rồi. Thì cái giai đoạn đó là gần như là có giai đoạn là cứ hai ngày cãi nhau lần. Và em bị vô cảm giác tiêu cực là bây giờ không muốn yêu nữa, mệt quá. Tại vì vừa áp lực công việc mà, áp lực kinh doanh và áp lực từ phía vợ nữa. Thì em không biết lúc đó vợ mình điều chỉnh cảm xúc như thế nào, bởi vì vợ khóc nhiều. Lúc đó em cũng muốn buông, thật sự em cũng muốn buông. Thì lúc đó em không nói gì hết, quen nhau mà để cả mẹ chồng và mẹ ruột mình nói là chia tay đi để quen một người nào đó thoải mái hơn, rồi nếu mà còn duyên thì sẽ quay lại. Lúc đó em cũng chuẩn bị buông rồi, nhưng mà ảnh là người kéo em lại. Tại sao em lại kéo như lại? Em có một cái câu mẹ em có nói, có khuyên em là nên chia tay đi không? Mẹ em là người rất thẳng thắn. Mẹ em chỉ nói như thế này này, hai đứa bây giờ chưa kết hôn mà cứ cãi vã nhiều vô đi, và cái việc dừng lại nó không phải là chấm dứt đâu, nó dừng lại để cho hai đứa có thời gian nghĩ, dành cho nhau một cái khoảng không gian. Thì và với lại mẹ em với mẹ Nhi rất là tôn trọng cái việc hai đứa chia tay, đó là chuyện của các con. Bố mẹ rất ủng hộ mối quan hệ này. Gia đình em may mắn là em với Nhi rất được ủng hộ từ phía gia đình, rất tạo điều kiện. Nhưng mà khi cái tần suất cãi nhau nhiều quá rồi, là phụ huynh chắc là phải có một cái điểm khoảng lặng, và chính cho hai đứa trẻ này được lựa chọn, chứ không gây áp lực cho bé nữa. Thì mẹ em chỉ nói là đàn ông á, thì con sẽ gánh vác trên gia đình mình, đó, câu chuyện tài chính, kinh tế là chắc chắn rồi. Thì bây giờ con coi lại cái thời gian 3 năm vừa qua con với Nhi cố gắng như thế nào cho mối quan hệ này. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại, thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á. Khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Thì em nhớ lại lý do vì sao em quen Nhi. Bởi vì cái yên, cái an yên mà bạn này mang lại cho em. Và thực sự nó không phải lỗi của bạn này, bởi vì cái cuộc sống này tự nhiên nó thay đổi bản thân mình. Và mình không đủ bản lĩnh để cân bằng, chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó thì em điều chỉnh em lại. Tự nhiên em nói với Nhi là thôi em đừng làm với anh nữa, em đừng làm, em đừng gặp anh nữa. Nếu mình có gặp nhau thì buổi tối mình nói những câu chuyện vui thôi, em cũng đừng hỏi kinh doanh của anh ra như thế nào nữa. Tại vì có thể những cái lâu hỏi kinh doanh của anh, của em đó, nó khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn là mình nói cái gì về định hướng, mình nói cái gì về xây dựng gia đình. Thì những cái lời chân thành đó bắt đầu Nhi cũng điều chỉnh luôn, Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Là hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Đến gọi là cuối kỳ của năm thứ tư á, là hai bạn đã tự điều chỉnh được để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Tức là cái lần đó là cái lần chia tay chớm đó đúng không? Chớm và cũng nhờ cái cú xỉu đó. Nhờ cái cú xỉu đó mà hai vợ chồng lại. Dạ, có thể là có sự xỉu đó cho nên không ai nói gì ai nữa, đúng chăm sóc cho em thôi. Và em thấy là may mắn nhất đó là khi có sự chứng kiến của hai gia đình luôn. Chứ không phải là do hai đứa em là trẻ con hay em cãi nhau nữa, mà đây là mình cãi nhau và bố mẹ mình nhận ra cái điều là bây giờ hai đứa tự điều chỉnh đi, không ai giúp được hai đứa đâu. Vậy thì sau khi cưới, có đứa con đầu tiên, thì cái việc mà điều chỉnh sau sinh á, có tự làm được không? Thật ra là sau khi sinh một tháng, sau khi sinh bé 2 tuần thì em có phải đưa chồng đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm. Tại vì em bị đau ruột thừa mà em không có biết. Em chỉ sau tưởng, 2 tuần mới sinh xong. Đúng 14 ngày. Em cứ tưởng là bị đau dạ con. Thì em cũng có nhắn tin hỏi bác sĩ em có uống thuốc giảm đau này kia. Tại vì cho con bú mình cũng không có được uống tầm bậy. Sinh nhiều. Mà hôm đó linh cảm như thế nào mà chịu hết nổi rồi, nhờ bà ngoại lên chăm bé. Thì 1 giờ sáng ảnh đưa em đi thì đúng 1 giờ 30 phút xong thủ tục và đô mổ gấp liền lập tức luôn. Bác sĩ nói chỉ cần trễ khoảng nửa tiếng hoặc tiếng hay là nó bể ra, nó rất là nguy hiểm. Thì mổ xong phải thông 2 cái ống dịch, nó rất là nhiều, ra chảy ra ngoài. Thì tập đi tập đứng mà nước mắt cứ rớt thì phải cố gắng để về với con. Thì sau đó vẫn chưa có kết thúc cái biến cố, thì nó khoảng 1 tháng sau thì bé nhà con nó đi tiêu ra máu. Thì trời, đưa hết đi 8 cái bệnh viện, bác sĩ có chuẩn đoán bệnh, có cho uống kháng sinh nhiều mà uống kháng sinh rất là sót con. Nhưng mà càng uống con nó cũng không có cầm, càng uống sữa mẹ vô con cũng không có cầm. Thì em có bị stress sau sinh, em cứ nhìn thấy đồ hoặc là nhìn thấy cái gì đó chứa mắt là em lại đập phá, em chui trốn trong nhà tắm, em khóc, em đập, em này em kia. Xong rồi chồng thấy vậy cũng lo lắng.
Rồi mỗi lần ảnh mà nói cái gì với em là em quát lên, em hết cả nhà luôn, em nhốt con với em trong phòng, em khóa cửa lại, mẹ với chồng đập cửa mà cũng không có được. Thì tự bản thân mình tự điều chỉnh, tự cầu nguyện, tự làm hết mọi thứ để có thể vượt qua cái đó. Nhưng mà có một điều mà em cảm thấy vẫn hạnh phúc, biết ơn đến thời điểm này là chồng là người giúp em vượt qua cái đó. Chồng ở nhà, chăm sóc, ủi an, không có một cái lớn tiếng nào. Dù em có chửi, em có cấu xé, em nói chung là làm đủ thứ. Thì mình suy nghĩ trong đầu một câu, chồng mình đã như vậy, đã thương mình như vậy, đã có mọi người giúp đỡ mà mình còn không tự vượt qua được thì không ai giúp mình được nữa. Mỗi lần cho con uống mà nước mắt em cứ rớt, em lại vô khủng hoảng lần hai. Rồi ơi. Xong sau đó em đi tìm sữa khác cho con, nhờ bạn ở bên Pháp, nhờ bạn ở bên Úc tìm sữa cũng có những cái bệnh như giống con mình, thì có gửi về cho em một cái hộp sữa gấp trong ấy, trong tức tốc khoảng một tuần là về đến sữa đến nơi. Thì cho con uống thì chỉ còn uống hai lần thôi, con đi bình thường lại. Trời, mừng quá. Trời, cái hiệu đó là hiệu gì cưng? Dạ là Novalac của Úc, của Pháp. Novalac. Dạ, sữa mình nói gạo. Biết sao mình nói để cho ví dụ những bà mẹ có những đứa con giống vậy để họ biết. Dạ. Có Novalac. Em có một người thân đây này đó, Novalac đạm gạo của Pháp. Của Pháp. Dạ. Novalac đạm gạo của Pháp nha mọi người. Nhưng mà lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Thực sự nó có một cái điều là em may mắn là em là con út trong một gia đình, em có ba người anh chị nữa. Thì ba anh chị đó là mình quan sát cái cuộc sống hôn nhân của họ. Và trước khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này. Mà em nghĩ là khi em nghiệm lại đúng rồi. Tại thật sự là em lớn tuổi hơn Nhi thì cái trải nghiệm của em và cuộc sống nó sâu sắc hơn xíu. Mẹ em chỉ nói là nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ. Chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Rồi thôi vui vẻ quá rồi, bây giờ tới cuộc sống hôn nhân đi. Đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai vợ chồng chắc coi chương trình thì nhiều rồi đúng không? Thấy là tới cái phần hấp dẫn rồi đúng không? Đến cái phần nào mà mình cần phải gọi là tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể mà trong mắt nhau. Mà trước giờ gọi là tật xấu đó. Thôi bây giờ Nhi nói trước đi. Nôn nao quá. Thật ra thì cũng không phải là tật xấu gì quá xấu. Có hai cái. Suy nghĩ ra là có hai cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Thật ra là không phải là ảnh ở dơ mà vớ hôi, không phải. Cần ảnh hay đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài là ảnh sẽ phải mang giày. Anh giày đi làm, đi nói talk show hoặc đi bất cứ ở đâu, ảnh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Thì nhưng mà mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho con, đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc. Không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Mất hồi nào không biết Nguyễn. Luôn. Em mất ở chỗ nào? Thôi em đi về nhà em mới mất, không biết vì sao. Mà ở nhà ai lấy? Em cũng không biết. Mà ở nhà thì em là người giặt đồ, đem đồ đi giặt, đem đồ đi phơi. Có mấy sấy thì đâu có phơi ở ngoài xào đâu mà người ta lấy hoặc nó bị bay. Mà cứ mỗi lần bỏ vô máy giặt xong rồi, tại vì bỏ đồ vô máy giặt em cũng không có kiểm. Chừng nào lấy ra phơi thì em mới kiểm thôi. Là bao giờ cũng mất một chiếc. Bao giờ cũng vậy, chỉ hiếm lắm thì mới còn đủ hai chiếc, mà chắc hai chiếc trái với phải cũng khác màu nữa. Xong rồi em cứ nói ảnh hoài, em nói anh cũng không biết đâu. Thế xong rồi em mới nói vậy thôi. Bữa sau em đặt trên app á, hàng sale 150 đôi em về em để tủ. Một đôi y chang nhau. Dạ không, bây giờ đúng không? 50 đôi cỡ trung, 50 đôi cỡ thấp, 50 đôi cỡ cao đó. Để thì đó để mà mình có thể mất cái này. Là bây giờ có mất dần không? Dạ cũng vẫn mất như thế. Không, cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi vớ nhiều em ơi. Cái đó nhà chị em cha. Đi vớ nhiều nè. Không, mà sao không mất? Luôn luôn chị là cái người mà lúc đó chị sắp xếp đồ đạc mà tủ vớ là luôn luôn nó sẽ lòi ra khoảng một chục cái chiếc lẻ. Dạ. Mà mình không biết là cái kia nó ở đâu. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Dạ. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi. Hiểu không? Giờ rồi, tìm cái khác đi, tìm cái khác mà chưa tốt nữa đi. Ăn uống có dễ chịu không? À, dù ăn uống nữa là thêm một cái nữa là thành ba nha. Giờ còn thứ hai. Cái thứ hai đó là rất khô khan. Khô khan, không phải lạnh lùng thì không hẳn là lạnh lùng, nhưng mà không có mềm yếu. Anh không chỉ có mềm tin mỏng, là, chứ không mềm yếu đúng không? Dạ, anh chỉ có tin là 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung. Nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn. Nhưng mà tối
thì có nói là kiểu thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Nghĩa là cảm nhận à, nhận mà không có chờ. Dạ. Rồi ví dụ ăn uống sao nè? À còn ăn uống thì một ngày phải đúng ba món, canh có, rau luộc, rau xào và món mặn. Thì lúc mà em ở Sài Gòn á, 7-8 giờ tối mới đi làm về, em cũng không có làm kịp nhiều cái món như vậy. Nhiều khi nghĩ trong bụng, trời ăn gì mà khó khăn quá kiểu như thế. Nhưng mà thật ra là bản chất cái cơ thể của anh phải ăn đồ mát. Cho nên là dần dần thì cũng phải tập quen, cố gắng dù có trễ cỡ nào cũng phải đủ như vậy. Cũng phải đủ 3 món, 3 cái loại như vậy. Loại rau? À, chứ không. Còn một loại rau mà 3 món không. Được không? Dạ không, xào, phải có rau, luộc. Phải có canh và phải có đồ mặn, phải có rau luộc, rau xào rồi đó. Thì đó, dạ. Mới nói là một loại rau mà 3 món được không? Dạ. Hay là phải 3 loại rau? 3 loại rau. Không có ngán nha. Là ăn lúc nào một loại rau này chị nói em nghe là rau muống xào tỏi. Cái rau muống đó đó em luộc. Em luộc mà em bỏ miếng cà chua vô trong, dạ, trong cái nồi đó các thứ, dạ. Là được món canh, canh rau muống nữa đó. Là canh đó, là canh luộc rồi đó. Mà phải là luộc lên hoặc xào chứ cũng không ăn dạng salad nữa. Em thì hiện đại hơn, ăn salad trộn này kia. Tức là ăn cái gì cũng phải có rau. Dạ, đúng không? Tới nỗi mà đi ảnh đi du lịch hoặc đi công tác chung là em phải có một cái nồi đem theo chén bát đũa bỏ vô vali để ra ngoài tận đó mua rau về luộc luộc cho rau. Còn nếu là có, vô bữa nào mà không có rau thì ổng làm sao? Dạ có thì phải vô quán ăn phải hỏi người ta nay chị có bán rau không, có thì mới vô ăn, không có thì không có ăn. Nghĩa là, có nghĩa là bữa ăn phải phụ thuộc là rau đó, không có rau đó. Ăn không được, đúng chưa? Rồi cái đó cũng hơi xấu thôi. Không, cái đó cũng không, cũng được được không đến nỗi xấu đâu chị. Không đến nỗi đó. Ừ là sao đào sao đơn đâu. Bây giờ ngược lại coi nè, giờ ngược lại coi nè, cổ nè. Sao nè? Thực sự thì may mắn là trong quá trình yêu nhau cãi nhau nhiều quá rồi. Và mình hai đứa nhận ra là cãi nhau toàn những thứ lặt vặt thôi. Khác quan điểm, khác định hướng, khác lối sống. Cho nên khi mà kết hôn á, thì thật sự là bọn em kết hôn có 2 năm. Nhưng mà trong liên tục 6 tháng vừa qua á, bọn em chưa hề cãi nhau bất cứ điều gì. Và em có điểm mà em nghĩ là điểm yếu của em luôn. Chứ không phải, nghĩa là em rất là thẳng thắn. Trong tất cả mối quan hệ xã hội em thẳng quá. Em nhận ra như vậy, nghĩa là đối tác, nhân viên, khách hàng, em chỉ chọn lựa những người nào em chơi thôi, những người nào khác em không chơi. Và đôi khi em lại về em cứ nói vợ theo tính chất là ông chủ, nhân viên á, mà mình điều tiết không kịp thì có những giai đoạn là Nhi rất khó chịu với em đó. Anh đừng có nói chuyện với em kiểu đó. Thì em mới nhận ra là tại sao vợ mình phải dùng cái ngôn từ nhẹ nhàng hơn xíu. Rồi bây giờ tóm gọn lại đi, là tật xấu của ấy là cái gì? Tật xấu của Nhi thật sự đối với em là em luôn có cái cảm giác cảm ơn. Tại vì hiện nay em luôn cảm ơn Nhi là đang rất nhiều thời gian để chăm bé Yên và chuẩn bị là bọn em có một bé thứ hai. Những cái gì mà Nhi không hài lòng với em á, thì em luôn nói với Nhi là em nói ra cho anh biết để anh sửa. Chứ Nhi em đừng có giấu những cái đó. Cái thứ hai nữa là anh thấy Nhi tôn trọng cuộc sống và kinh doanh của em. Chưa bao giờ bản hỏi em là gặp cô bé nào hay làm anh như này lạc em đề. Ơi em lạc đề rồi, em lạc đề rồi, em lạc đề lâu lắm, xa lắm. Bây giờ là lạc đề mình phải mà vô. Lạc trôi luôn. Ừ đó, lạc trôi đó. Bây giờ cái tật xấu cần em kể xấu cô ấy. Thật sự đối với em, vợ em chỉ là đôi khi khác quan điểm thôi. Khác quan điểm cụ thể, khác quan điểm nghĩa là em không thích, thật sự em không thích xe hơi, em không thích đồ. Nhưng vợ em hỏi anh ơi mình mua này được không, mua nào được không, em nói cái này em quyết định đi. Tại vì thật sự cái quỹ thời gian của em nó có giới hạn. Chỉ vì bây giờ đối với em là Nhi chỉ cần ở nhà chăm con, lo lắng gia đình. Và em mong muốn á, là chỉ cần vợ em sau này sinh đứa thứ hai xong với bé 3-4 tuổi á, thì em rất cố gắng là vợ em được quay trở lại công việc. Rồi. Để vợ em phát triển sự nghiệp. Còn 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗi nào của vợ em hết. Tại vì cô là tóm gọn lại là bây không giờ có lỗi, la con không, không có tật xấu đúng không? Có hay la con không? Này, đó, cái này cô chị Vân nói đúng. Rồi sao chị hay quá vậy? Có nghĩa là đối với em á là 9 tháng nay em, tại vì có con là cái điều tuyệt vời nhất. Rồi bây giờ sao có la con không? Thì bạn này bạn thích la con. Mỗi lần la con là mình khó chịu đúng không? Em nói là của em, bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn. Bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ, sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con em la làm sao Nhi? Sao con chịu ngủ đi? Mà có hét không? Có hét không? Con muốn gì con nói cho mẹ biết. Mà nói vậy không phải la, nói như vậy đâu có phải la. Có những thời điểm mà 2 giờ sáng bé nó không ngủ. Vì em có nạt là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên. Bé không ngủ không? Em nói em mới 2 giờ sáng, nó không ngủ để cho anh ngủ với em. Nhưng mà lúc đó em cáu nha, tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà cũng 2 giờ sáng. Và lúc đó em cáu với em luôn. Bây giờ em có chăm nó được không? Em không chăm được, anh đưa xuống cho bà ngoại chăm. Thì lúc đó em gay gắt thật. Tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Bạn này cũng mệt, em cũng mệt, mà vì cảm xúc thôi. Cuối cùng cả ba cùng mệt.
Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi bây giờ em đi ngủ anh chăm. Thì lúc đó em nói ok em lên giường em ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Tại bạn này la ngủ luôn. Mẹ nó ngủ luôn. Rồi em cũng ngủ ngon luôn. Không em ngủ luôn. Nhưng mà cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi. Chỉ bà có cái la con thôi. Thật dạ. Ra bà la trong cái hoàn cảnh đó cũng thông cảm cho bà. Dạ. Đó hai ba giờ khuya bà mệt nữa. Đúng không? Thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Yeah. Tại vì biết sao không? Lấy chồng á là tức là yêu là từ lúc nhỏ 19 tuổi. Chồng thì lại lớn hơn gần một thập kỷ là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Dạ. Rồi sau đó là phải có bầu, sanh con mà con lại gặp những cái bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái ruột á. Dạ. Đúng không? Quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua. Yeah. Nhi phải tự điều chỉnh, điều tiết bản thân mình. Yeah. Thành ra là chị nghĩ là nãy giờ là em tâm sự là chị hiểu được là em sẽ phải làm như thế nào để mà em điều tiết được cái quỹ thời gian của em cho vợ và cho công việc rồi. Cho nên rằng là chị chỉ mong là về phía Nhi thêm một đứa nữa. Thêm một đứa nữa là Nhi phải bắt đầu như cái tự kỷ ám thị từ bây giờ là mình sẽ phải gặp rất 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 nhiều những cái mà mình phải vượt qua rồi mình phải điều tiết nữa cho nên thôi thì mình khổ trước sướng sau. Tại vì cái hạnh phúc á hoặc là cái phước nó đến với mình ở lứa tuổi nào cũng là phước và cũng là một cái hạnh phúc mà không thua gì lúc trẻ hay lúc già. Đúng chị. Thành ra là bây giờ á mình có hai đứa vốn liếng mình đầy đủ đúng không? Mình còn sức còn sắc để mà mình chăm con. Đến khi con nó được 2-3 tuổi rồi bắt đầu mình renew lại bản thân, mình renew lại sự nghiệp các thứ này kia nọ, cứ nhìn mọi thứ nó tích cực đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Đó thì cái đó là cái chia sẻ rất là thật lòng. Đó. Thì sự em là em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõ ghém công việc, đúng 6 giờ tối là phải về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Mà em cảm nhận là từ lúc bé Yên sinh ra đến thời điểm này 11 tháng là khi em với Nhi bước vào phòng cùng bé Yên á là bọn em luôn có tiếng cười. Dẫn đến bây giờ mọi người, nếu mọi người theo dõi Facebook của em á, là bé Yên nó có một đặc điểm là nó rất tươi. Nó cứ gặp ba mẹ là nó cười và nó rất sáng luôn. Thì em mới thấy là công nhận cái việc mình điều chỉnh bản thân mình mang tiếng cười trong gia đình á, thì cái thành quả là đứa con của mình nó sẽ có một cái phản ứng rất tích cực. Đúng rồi. Và nó hình thành tính cách của trẻ luôn. Cho nên em mới nói với Nhi là đã cãi nhau hay là gì đó vui lòng qua bằng phát và phải xác định là mình cãi nhau vì cái gì. Đúng. Nếu mà anh sai thì thôi em nhỏ tiếng với anh xíu, còn nếu anh đôi khi anh lấy cái quyền làm chủ qua anh nói em nó nặng thế quá em cũng bỏ qua cho anh. Thì bọn em được cái là bọn em trao đổi liên tục, bọn em cập nhật liên tục và bọn em luôn nghĩ về cái tương lai dành cho gia đình. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới chục năm nữa đâu ha. Là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó, không có thua gì em đâu. Trời ơi, hơn tôi rất nhiều. Em tưởng tượng đi, Yên mà nó lên đến lớp 12 đó là em bằng tuổi anh. Trong khi anh đã đủ tuổi này, con anh nó mới lớp 2 đó. Thành ra lúc đó nó sẽ tuyệt vời lắm. Em sẽ dành được rất nhiều thời gian cho những chuyến du lịch nè, cho sự nghiệp chứ, sự nghiệp nè. Chắc chắn mà con của mình nó là đang ở độ tuổi coi như trưởng thành. Cảm ơn hai đứa rất nhiều đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son.